Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay giới thiệu với các bạn một con xe Touring, hàng nội địa Nhật, thương hiệu Kudabun. Các bạn cứ lên search cái thương hiệu này là các bạn biết hàng nội địa Nhật. Con xe này sườn nhôm, càng nhôm, còn gọi là sườn full nhôm á. Ống đứng là 44, ống ngang là 53, tâm tới tâm. Đó. Con này sườn xéo nhé. Đấy. Bánh 700C, group Shimano Atut, 3 đĩa 9 lít. Đó. Đùm trước, đùm sau là bạc đạn, tức là cặp bánh bạc đạn, khối nổ. Bây giờ mình quay cận cảnh để các bạn cùng xem. Đây. Kudabun. Đấy. Sườn nhôm, càng nhôm. Đây ạ. Tay đề của nó đây, Atut nhé. Đây mình bắt nét cho các bạn nhìn cho nó rõ này. Atut, logo Kudabun đây. Miếng nhôm đúc có chữ K. À, hàm thắng này là Techro nhé. Riêng có hàm thắng là Techro. Ở đây. À, đùm này đùm bạc đạn nhé. Đùm trước và sau bạc đạn. Đùm giữa cũng bạc đạn luôn. Tức là ba trục của nó đều là bạc đạn. Sườn đây. Nhôm nhé. Cái này nhôm luôn. Đây. Kudabun. Kudabun mà tôi cứ hay nói đùa là tôi bảo kho đầy bom đấy. Rồi. Ba đĩa nhôm. Rồi đĩa nhôm nhé. Đùm giữa là cũng đùm bạc đạn, cốt vuông. Đây. Đấy, da băng. Còn đây là tem Nhật đây. Có da băng, có tem Nhật này. Đấy. Rồi. Atut nhá. Tay đề, toàn bộ cái bộ đề của nó là Atut đời cao, 3 đĩa 9 lít. Tay đòn dài. Tay đòn này thì các bạn biết rồi, rất lướt ha. Chấp tất cả các loại líp. Líp thì líp Shimano. Đây, 9 líp Shimano, quay cho các bạn xem. Đấy, líp 9 nha. Đùm trước, đùm sau là đùm bạc đạn. Con này là bạc đạn cối nổ nha, nổ tung tóe luôn. Đây. Đấy. Bác nào thích tiền vừa vừa, sườn phun nhôm mà lại có bánh bạc đạn nổ tung tóe, cối nổ tung tóe đây. Thì chốt con này. Có da băng nhá, có made in da băng, có tem Nhật, sườn nhôm, phun nhôm. Thương hiệu thì Kudabun. Đấy. Yên zin, đồ zin, tuột zin hết. Có cặp vỏ, cặp vỏ là Kenda nhá. Cặp vỏ Kenda mới cứng luôn. Đấy, cái nào mà mới thì nói mới. Duy nhất cặp vỏ là Kenda. Tức là nói cho nó rõ là cái con xe này về là cái vỏ của nó bị nứt răn. Cho nên là trước sau về thì thôi thay luôn cho nó khỏi, các bác khỏi cằn nhằn. Bạn nào mua về cứ vậy chạy thôi, không lại vỏ nứt anh ơi là nó cũng mệt. Cho nên là có cái cặp vỏ là thay thôi. Mình nhắc lại nhé. Sườn là phun nhôm. Để cho nói cho dễ hiểu nữa thì là sườn nhôm, càng trước cũng bằng nhôm. Đùm trước, đùm sau, đùm giữa đều là đùm bạc đạn. Đấy. Cối nổ tung tóe luôn. Đây, test cho các bạn xem cái lên của nó. Đấy nhá, lên này. Lên ngoặt luôn, đấy. Đấy. Mấy tí mà nó nổ rồi nhá, nó gáy e như thế gáy luôn. Ok, 9 lít nhá. Cùi cái cùi đè Atut tay đòn dài này lên sướng lắm. Nó lên nó mượt. Đấy các bạn xem mình lên nhé. Ok. Đùm bạc đạn cối nổ. Rất nhiều bác cứ hỏi đùm bạc đạn. Đây hôm nay có đùm bạc đạn đây. Đùm trước đùm sau là đùm bạc đạn của Novatech nhá. Xịn xò luôn đấy, không chơi được đâu. Rồi, đây test cái em trơn lùi luôn.
rồi nhé. Đĩa 3, đĩa 2 và đĩa 1 đây này, clip một cái này, này. Nhẹ nhẹ đấy, cái tiếng clip mình không nói chơi cho nó, tiếng clip nó gáy y như tiếng là nó cứ cố than là nhẹ đây này. Đấy rồi, quá trời cái clip mà nó còn than nhẹ được. Nhưng mà thật bạc đạn thì nó có cái sướng của đạn nhé. Đấy, đây cho nó nổ tung tóe luôn này. Đấy, tìm phát nha. Mình nhắc lại nhé, đùm trước đùm sau là đùm bạc đạn Novatec. Đấy, anh nào mà đã từng chạy Novatec thì biết rồi. Đấy, các bạn thấy cái ấy không, impact, cái cây chống sau nó hơi rung nhé. Nhưng mà cái đùm nó quay impact ở đây này, giữ cho nó impact này. Con này thì tôi không bốc phét đâu, không hơi dốc đâu, nhưng mà đạp thuận gió là nó trôi xe luôn, khỏi đạp. Giá cực kỳ nhá, giá cực kỳ dễ chịu, giá giờ là bán xả ấy luôn. Sườn phun nhôm, đùm bạc đạn, khối nổ, nói chơi là cái nổ tung tóe luôn, khối cái chớn của con bạc đạn này thì sướng lắm. Này, clip xịn sò luôn, 9 tầng. Clip cái màu thì nó không trắng bóc, nhưng mà cái clip là gần như mới luôn. Nói chung là đồ ngon lắm, vành vẹ là còn ngon. Duy nhất là cặp vỏ là mới Kenda đấy, 028, nó chỉ có thế thôi. Rồi vậy là đùm đĩa test rồi, đùm đĩa test rồi, đĩa test rồi, chớn test rồi. Đùa cái loại này nó cứ trôi, nó không muốn dừng đâu. Đấy. Rồi tổng kết lại này. Con xe này là thương hiệu nha, là Kudabum, hàng nội địa Nhật, sườn nhôm, càng nhôm, 3 đĩa 9 lít. Đùm trước, đùm sau, đùm giữa đều là bạc đạn. Đấy, đùm giữa thì là bạc đạn cốt vuông. Cối là nổ. Rồi, đấy. Đồ zin toàn tập. Duy nhất có cặp lốp là đã thay mới. Cả lốp cũ của nó thì còn sừng được, nhưng mà không xài được bao nhiêu. Nói chung là bên ngoài nó nứt răn. Về nhà rồi các bạn lại bảo sao cặp lốp nó nứt thế, than phiền mệt lắm, thôi thay luôn, chạy về chạy cho cứ yên tâm mà chạy thôi. Rồi bạn nào thích một con sườn phun nhôm này, thương hiệu nội địa này, đùm bạc đạn này, thì nó đây. Đấy, có Japan nhé, có Made in Japan, có tem Nhật, thì thích cái kiểu như thế này thì cứ gọi cho mình 0939086797, hoặc các bạn chat Zalo cho mình. Tốt nhất là gọi vào Zalo cho nó dễ, gọi thì nó nhanh, Zalo thì nó lưu lại các cái dữ liệu chat chít. Rồi bây giờ mình xin phép dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem video này.